Thanh, điệu. Thanh điệu. Tiếng Việt có 6 thanh điệu. Tiếng Việt có 6 thanh điệu. Không dấu. Dấu huyền. Dấu sắc. Dấu hỏi. Dấu nặng. Dấu ngã. Bây giờ hãy cùng luyện tập với các thanh điệu. Y. Ý. Ỉ. Ỉ. Ý. Ị. U. Ú. Ủ. 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 Ư. Ứ. Ừ. Ử. Ứ. Ư. A. Á. À. Ả. 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 Ô. Ố. Ồ. Ổ. 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 Ơ. Ớ. À. À. Ở. À. 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 E. 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 Ẻ. 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 Ê. Ế. Ê. Ẻ. 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 Ẻ.